Món ngon decor xấu hay món dở mà decor đẹp? Chắc chắn là đồ ăn ngon và decor xấu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình nấu ăn decor rất là xấu. Mình nấu ăn decor rất là xấu. Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Nên mình ủng hộ những người decor xấu. Gu ăn uống của thực khách top chef Dino Vũ. Đồ ăn ngon hay thái độ phục vụ tốt? Đồ ăn ngon. Bởi vì mình là người Hà Nội thì các bạn biết rằng là Hà Nội thì rất là nổi tiếng với cả bún chửi, phở chửi, cháo chửi. Ai chửi mắng thì ta giả điên, đợi cho người hết giận ta khuyên. Street food hay fine dining? Chắc chắn là street food. Bởi vì street food thì có một cái linh hồn và văn hóa của địa phương. Mình rất là mê street food luôn. Ăn cay hay không cay? Ăn cay bởi vì chắc chắn rồi, không có cay thì không làm nên đồ ăn ngon được. Ngon lắm, người ăn trời đúng là chất lượng luôn á. Ăn hành hay không hành? Chắc chắn là ăn hành rồi, trời ơi. Phở không hành ấy như là kiểu bị vô duyên đi. Bị vô duyên. Tao có duyên từ nhỏ, tao có giỏ hầm công, tao có lâm đại bàng. Bánh tráng trộn hay ché trộn? Bánh tráng trộn hay ché trộn? Ché trộn. Phở hay bánh mì? Phở hay bánh mì, cả hai cái đều ngon. Phở bánh mì đều ngon, phở bánh mì đều ngon. Thôi phở đi. Bởi vì phở mình thấy nó công phu cầu kỳ. Khi mà ăn một bát phở thì mình cảm nhận được cái sự tâm huyết của người nấu phở. Món ngon deco xấu hay món dở mà deco đẹp? Chắc chắn là đồ ăn ngon và deco xấu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình nấu ăn deco rất là xấu. Mình nấu ăn deco rất là xấu. Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Nên mình ủng hộ những người deco xấu. Cô ấy 10 điểm nhưng cô ấy ăn bún đậu với tương ớt. 3 điểm. Cô ấy 10 điểm nhưng cô ấy nha nhóc nhép khi ăn. Cái này hơi ác nhưng mà. Còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi. 7 điểm. Cô ấy 10 điểm nhưng không muốn làm việc nhà. Vẫn 10 điểm. Bởi vì là việc nhà thì ai làm chả được. Cô ấy 10 điểm nhưng có nhiều anh trai mưa. 7 điểm. Bởi vì mình thấy phụ nữ đẹp thì xứng đáng có quà. Ôi, cảm động quá.